Và bây giờ là phần tin chi tiết của chúng tôi. Hình ảnh một mình ông Nguyễn Xuân Phúc được che ô giữa trời mưa to hôm 22 tháng 7 đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải cho thấy người đứng đầu chính phủ Việt Nam được một người đứng sau che ô giữa trời mưa nặng hạt trong một sự kiện ở tỉnh Quảng Nam. Trên sân khấu khi ấy còn có hai bà cụ, một người đàn ông mặc áo mưa mỏng cùng ba thanh niên mặc áo xanh nước biển của lực lượng tình nguyện đứng dầm mưa. Về chương trình có tên gọi Một Thời Hoa Đỏ, báo Dân Trí đăng tải bài viết có tựa đề Thủ tướng đội mưa tri ân người có công cách mạng tiêu biểu. Dưới hình ảnh gây tranh cãi, tờ báo của Hội Khuyến học Việt Nam viết, đây là chương trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên một diễn đàn trên Facebook, một người sử dụng tên Tô Vũ Lực bình luận, ôi thiên đường ô dù. Trong khi một người khác tên Tú Trần lại chọn cách đăng hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng nghiêm dưới trời mưa to trong dịp tới viếng mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow hồi tháng trước. Facebooker này cũng đăng ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dùng ô che cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama, kèm theo bình luận, những hình ảnh biết nói. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Thủ tướng Phúc để ghi nhận ý kiến của ông. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam trích lời ông nói tại sự kiện biểu dương người có công khác tại Quảng Nam rằng tất cả chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn khó khăn. Việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo. Trên Facebook, luật sư Lê Luân viết, tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng dưới trời mưa lớn, nhưng các mẹ mặc áo mưa giấy đỡ lấy bằng khen trĩu nặng trên đôi tay gầy mòn, còn ông thủ tướng đứng vỗ tay dưới chiếc ô che của một người tháp tùng. Luật sư này viết thêm rằng, văn hóa ứng xử là một vấn đề thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng trong nếp sống của người Việt, đặc biệt là từ phía các quan chức. Cái sự quan cách vẫn còn nặng nề và dường như nó vẫn chưa được cải thiện cho đến nay. Ông viết thêm, hãy nhìn Thủ tướng Shinzo Abe của nước Nhật quỳ gối trước các nạn nhân trong thảm họa năm 2014 để thấy được văn hóa ứng xử giữa người đứng đầu nội các của một cường quốc châu Á thân thiện và tình người đến thế nào. Trong khi đó, cũng trên Facebook, một người sử dụng tên Lê Hiếu đăng hình ảnh gây tranh cãi của ông Phúc kèm theo bình luận, để đây và chờ xác minh làm rõ, lỗi này chắc chắn của ban tổ chức, không phải do Thủ tướng. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam gây bão mạng xã hội. Tháng 8 năm ngoái, ông Phúc cũng vấp phải chỉ trích sau khi xuất hiện video và hình ảnh đoàn xe tháp tùng ông tại các tuyến đường, được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam. Sau đó ít lâu, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã công khai ngỏ lời xin lỗi người dân, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông chịu áp lực từ mạng xã hội. Theo thống kê, ước tính có hơn 35 triệu người sử dụng Facebook, một trong các mạng xã hội được ưa thích nhất ở Việt Nam. Đề xuất của Bộ Tài chính được đưa ra hôm 18 tháng 7 sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từ tháng trước đề cập đến việc trả những khoản nợ mà nhà nước vay của dân trong hai cuộc chiến chống Pháp rồi chống Mỹ với kinh phí thanh toán lấy từ nguồn bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương. Trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, Bộ Tài chính dẫn các văn bản từ trước cho thấy thời hạn kết thúc việc thanh toán các khoản tiền mà nhà nước vay của dân trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây là ngày 31 tháng 8 1998. Thế nhưng vẫn theo Bộ Tài chính thì việc chi trả tất cả các khoản nợ vay của dân trong kháng chiến đến lúc này vẫn chưa hoàn tất. Ngay khi được thông tin này, nhà thơ ở trong nước là ông Hoàng Hưng nhận xét một cách dè dặt. Rất lạ luôn, chưa hiểu ra sao, phải đợi để cho nó có thêm những chi tiết rõ hơn sau nó là cái gì, nội dung thực nó là cái gì, chứ còn bây giờ thì người ta cũng không thể bình luận sâu được hơn đâu. Ông Đoàn Nhật Hồng, cán bộ Việt Minh cựu trào, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, thành viên sáng lập câu lạc bộ Phan Sào Nam, cho rằng chuyện xưa lắc xưa lơ mà giờ mới lôi ra biểu làm thì không khéo lại rách việc. Trả được thì tốt thôi, nhưng mà điều cái khó nhất là hiện giờ ít ai mà giữ lại gọi là những cái giấy chứng nhận hay là cái giấy nợ đấy của nhà nước nợ đấy, khó mà giữ lại. Tôi nghĩ thì hình thức họ trả, nhưng mà cái giá trị thì chắc chắn là không đảm bảo rồi. Nhưng mà được cái tiếng là được trả, đã trả, thế thôi. Chỉ còn cái thực chất ra vấn đề cái trả mà đúng cái giá trị cũ trước kia thì khó mà đảm bảo lắm.
Lâu quá tôi quên mất đi. Gia đình ông già tôi đó, trước có mua đấy. Bây giờ sau chiến tranh cũng chả ai hỏi lại nữa. Chả biết những cái giấy tờ cũ, tín phiếu này kia đó, tôi cũng còn để đổi. Thì tất nhiên là bây giờ giá trị thì nó không đúng như giá trị trước kia. Thì dân họ cũng có một cái phiền lòng. Tôi nghĩ không giải quyết được thực chất. Chỉ để lấy lòng dân thôi là chính. Chứ thực chất ra thì không trả được cái giá trị lần đầu cũng như tiền lãi mà từ cái ngày đó đến nay thì khó lắm giải quyết được. Thực tế, hồi năm 1979 thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ liên quan đến việc thanh toán tiền mà nhà nước nợ dân trong kháng chiến. Những khoản nợ dân mà nhà nước phải trả gồm nhiều loại như công phiếu kháng chiến phát hành từng năm từ 1948 cho đến 1952, công trái quốc gia phát hành từ 1947-1948, công phiếu nuôi quân 1964. Ngoài ra, còn có tiền hay lương thực mà dân cho cơ quan nhà nước vay để sắm vũ khí, nuôi quân, nuôi cán bộ. Tiếp đến là tài sản trưng thu nhằm phục vụ kháng chiến như máy móc, phương tiện vận tải, tiền ký gửi cơ quan tín dụng, gửi ngân hàng nhà nước, cách mạng. Từ Hà Nội, bộ đội phục viên Nguyễn Đức Giang kể lại chuyện ủng hộ kháng chiến chống Pháp của thân phụ mà ông còn nhớ. Sau cái năm 47-47 tới thì tôi hổ kháng chiến là ta có mua ông không giáo của chính phủ là 10 đồng đông giáo đấy. Nó tương đương hồi đấy ông già bảo cũng phải hẳn tấn gạo đấy để giúp cho chính quyền mua vũ khí lương thực để phục vụ cho chiến trường ở Tây Bắc ấy, giáp Lào ấy. Đấy. Đến cái trái phiếu đấy thì thôi chỉ bé bằng khoảng độ 3 cái tem của Việt Nam này kia thôi. Đấy, có chữ ký của một phụ trách về ngân hàng rồi đấy. Ta bảo thôi giữ lại làm kỷ niệm với con nhà nước làm gì có tiền để giả. Hàng tấn thóc, tấn gạo thì cái thời năm 47-48 là đến giờ thì nó rất lớn. Các gia đình còn phải có những mũ gạo vàng này, rồi là bát cơm vàng này, bớt lại để cho vào để giúp cho bộ đội rồi chiến khu để chống Pháp. Những cái trái phiếu khi họ bình lập lại năm 54 là không ai nhắc đến cả. Thế kể cả năm 60 là thời kỳ thịnh vượng của Việt Nam, không ai nhắc đến. Nhiều người là không dám nói đến, chỉ có cắt ở đấy để chờ bao giờ chính phủ mà nhắc đến thì ông mới đưa ra. Nhưng mà cái tờ giấy đấy nó không có bọc viết gì cả, ly lông mà nó rất mỏng. Để lâu ngày là tự nhiên nó bị mờ dần đi thôi, kể cả con dấu mờ thôi. Đến bây giờ mà những yêu cầu cái điều đấy là bất khả thi, bởi vì kể cả bây giờ những trái phiếu chính phủ của Việt Nam mua cách đây 10 năm, 20 năm mà chính phủ còn không nhắc nhở đến thì làm sao cái trái phiếu từ thời sơ khai của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà chính phủ mua lên ra, từ ai mà giữ được cái giấy tờ đấy? Chơi cái trò đấy là cái trò nước đôi với dân, tức là gì kể hết đạo đức đều với dân chứ không phải là xã lên dân. Nếu có đưa ra chính quyền bây giờ thì cái giá trị một tấn gạo 47-48 đến giờ mà nhân theo thời gian tích lũy tiền lãi nữa thì bao giờ trả bao nhiêu, 10 tấn hay là 100 tấn ấy. Cho nên là cái đấy là cái đạo đức giả, cái đấy là nhân dân không ai tin nữa. Gia đình ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, người đang thụ án 30 năm tù về nhiều tội danh kinh tế, đã đệ đơn khiếu nại việc thi hành án khiến gia đình ông bị thiệt hại lớn về tài sản. Đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Lan, vợ của Bầu Kiên, xoay quanh một bất động sản rộng 360m² của chồng bà tại số 5 đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận. Bất động sản này được công ty thẩm định giá Sài Gòn định giá là 29,7 tỷ đồng hồi tháng 3 năm 2016 và sau đó đã được bán đấu giá được 29,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Lan nói bất động sản đó đã được một công ty khác tại thành phố Hồ Chí Minh định giá gần 46 tỷ đồng. Và như vậy, cách định giá của Cục Thi hành án đã khiến gia đình ông Kiên bị thiệt hại 16 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, là cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB. Ông bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và kinh doanh trái phép. Tại phiên tòa phúc thẩm vào cuối năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án 30 năm tù cộng số tiền phạt hơn 75 tỷ đồng. Hiện tại, Tổng cục Thi hành án đã lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung khiếu nại. Đoàn này do một phó tổng cục trưởng đứng đầu và theo dự kiến kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào cuối tháng 7. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự cho biết trong một cuộc họp báo hôm 20 tháng 7 của Bộ Tư pháp rằng nếu gia đình ông Kiên không đồng ý với kết quả kiểm tra thì quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Bộ Tư pháp. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm 20 tháng 7 tại chính điện Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày theo lời mời của nhà vua Campuchia
để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập bang giao. Theo video trên Facebook của truyền hình Thông tấn, chuyến thăm Campuchia của ông Trọng là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Cùng ngày, Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ông Trọng có buổi gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Và theo video trên Facebook, hai bên đã ký một số văn kiện quan trọng như tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và hữu nghị, một hiệp định khung về kết nối kinh tế, một nghị định thư về hoạt động cứu hộ thiên tai dọc theo biên giới, biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy thủy điện và về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông. Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Trọng đã nói với ông Hun Sen rằng Việt Nam quyết định tặng 25 triệu đô la Mỹ viện trợ để xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Campuchia. Tại một hội nghị hôm 17 tháng 7 nhằm thúc đẩy đầu tư ở tỉnh Sơn La, Thủ tướng Việt Nam nói có những cán bộ ở miền núi sống phô trương, làm ông chăn trở và gây suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong phát biểu của mình rằng tôi rất chăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ cho rằng lối sống của các cán bộ đó không chỉ gây phản cảm mà còn làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ở địa phương, do vậy cũng ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát triển chung. Chỉ riêng từ cuối tháng 5 đến nay, báo chí Việt Nam đăng nhiều bài viết hé lộ những biệt phủ, biệt thự của một số quan chức ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Yên Bái. Ở Lào Cai, tại một khu đất có vị trí đẹp và đắt giá được gọi là khu đất vàng, có 6 biệt thự lớn của các lãnh đạo hàng đầu của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, quan chức đứng đầu tỉnh theo hệ thống chính trị của Việt Nam sống trong tòa biệt thự lớn nhất nằm trên lô đất gần 627m². Các căn khác thuộc về Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư huyện ủy Sapa và một cán bộ biên phòng tỉnh Lào Cai. Ở Sơn La, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh được cho là sở hữu một lâu đài, nhưng ông đã bác bỏ thông tin đó và đưa ra bằng chứng khẳng định khu đất và tòa nhà là thuộc sở hữu của mẹ, các chị gái và em trai ông. Ồn ào dư luận hơn cả là thông tin về biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Khu biệt phủ của gia đình ông Quý có diện tích đất rộng hơn 13.000m² với hồ nước, một cây cầu, thảm cỏ, sân chơi thể thao và một số khối nhà. Trả lời báo chí, ông Quý nói đã vay hàng tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện khu biệt phủ. Ông giải thích thêm rằng một phần tài sản ông có được là vì thời trẻ ông đã làm đủ thứ nghề như buôn chổi đót, lá chít, ủ men nấu rượu, làm bánh kẹo, mở xưởng đóng giày. Nhận xét về việc một số quan chức các tỉnh miền núi có khối tài sản lớn so với mặt bằng đời sống chung ở địa phương, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA. Vùng Tây Bắc là nói chung là nghèo khó, nghèo khổ, trường học cũng còn nhức nhác lắm, cuộc sống thiếu đói. Những người mà đã là cán bộ, được mang danh là người đầy tớ của nhân dân và có cuộc sống mà nó vượt lên trên xa xỉ thì điều đó là một cái điều rất là đáng trách. Vấn đề kiểm soát làm rõ thu nhập và tài sản của các quan chức Việt Nam đã được chính quyền đề ra từ cách đây nhiều năm. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng bên cạnh các hoạt động trong nội bộ chính quyền, báo chí và nhân dân cần có vai trò lớn hơn, điều đó sẽ giúp tìm ra những thông tin thật sự về tài sản, thu nhập của các quan chức, ông nói. Nhân dân cùng giám sát, cùng có tự do báo chí công bố, rồi có những cái điều tra độc lập, thì tự nhiên từ đó nó sẽ loại ra những cái việc này và khác. Vì báo chí Việt Nam gần đây thì cũng có điều tra rất nhiều vụ, nếu mà tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc, khuyến khích báo chí công khai, thì tôi nghĩ rằng mọi việc nó sẽ tốt và từ đó cái quyền lực sẽ được kiểm soát tốt hơn và cái số thành phần hư đốn nó sẽ bị bóc trần ra để xử lý đến nơi đến chốn. Trong số các biệt thự, biệt phủ ở ba tỉnh Tây Bắc, khu bất động sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái gây dư luận đình đám nhất và đã dẫn đến một cuộc thanh tra. Nói với báo chí trong nước, chiều ngày 17 tháng 7, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, cho biết đoàn thanh tra đã kết thúc quá trình thanh tra trực tiếp. Ông nói thêm rằng dự kiến khoảng cuối tháng 8 sẽ có kết luận thanh tra chính thức được công bố công khai.
Trong một hội nghị mới đây, một quan chức hàng đầu ngành thanh tra Việt Nam cảnh báo về mức độ tài sản nhà nước bị thất thoát lớn. Kiểm điểm lại công tác thanh tra trong nửa đầu năm nay, hôm 10 tháng 7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh nói thất thoát tài sản nổi bật nhất là trong lĩnh vực đất đai và thoái vốn trong doanh nghiệp nhà nước. Ông Hạnh chỉ ra rằng mới chỉ thanh tra về quản lý đất đai tại một vài địa phương đã phát hiện những sai phạm mà qua đó ông đánh giá rằng tài sản nhà nước bị thất thoát kinh khủng. Những dữ liệu báo chí được đăng tải cho hay trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành thanh tra đã phát hiện các vi phạm với tổng số tiền lên đến hơn 29.500 tỷ đồng và gần 5.000 hectare đất. Phía thanh tra đề nghị nhà chức trách xử lý hình sự 49 vụ và 113 đối tượng liên quan đến các sai phạm kể trên. Bên cạnh đó, trong cùng khoảng thời gian, ngành thanh tra cho biết đã phát hiện 47 vụ và 66 đối tượng có hành vi tham nhũng hay liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nói ngành của ông chưa có quyền năng để làm tốt những vấn đề liên quan đến tham nhũng. Ông được báo chí dẫn lời nói rằng khi phát hiện ra những dấu hiệu bất minh, thấy có tham nhũng nhưng không ai cho làm vì không có quyết định thì không làm được. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng thực trạng này ở Việt Nam là do Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo cao nhất trên thực tế. Mọi hoạt động thanh tra điều tra các quan chức phải đi qua các ủy ban phù hợp của Đảng. Ông nói. Chẳng hạn như những người mà lãnh đạo ở tỉnh mà muốn kiểm tra người đó thì nếu mà thuộc diện quản lý của thường vụ tỉnh ủy thì thường vụ tỉnh ủy phải gật đầu thì họ mới vào điều tra được. Còn nếu những người mà thuộc diện quản lý của ban bí thư Bộ Chính trị thì phải báo cáo sự việc lên mà trên đó người ta đồng ý cho điều tra kiểm tra thì mới điều tra kiểm tra được. Cái việc mà chưa được thống nhất cái hệ thống chính trị thì cơ chế thể chế nó ràng buộc nhau thì nó ngăn cản, trói tay và nó hạn chế. Tại hội nghị ngành thanh tra vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Hạnh nhấn mạnh rằng muốn làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng ngay từ đầu, phải công khai minh bạch các mặt kinh tế xã hội ở địa phương cho người dân nắm được. Theo lời ông thì thực tế là hiện nay còn có những nơi còn giấu giếm, không bao giờ công khai cho dân biết để kiểm tra, thì làm sao làm tốt được. Trung tướng về hưu Võ Văn Liêm, người bị ghi hình khi đang dùng những lời lẽ thô tục đe dọa và quát tháo cảnh sát giao thông ở Cần Thơ, trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của dư luận sau khi ông lên tiếng bào chữa cho hành động của mình và đổ lỗi cho viên cảnh sát giao thông. Một số quan chức, cựu quan chức cũng lên tiếng chỉ trích người từng nắm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương này là đã bị quyền lực làm cho tha hóa và yêu cầu ông xin lỗi. Theo hình ảnh ghi lại trong video clip, tướng Liêm đã phản ứng giận dữ khi bị một trung úy cảnh sát giao thông quận Bình Thủy, Cần Thơ chặn xe và yêu cầu tài xế xuống xe vì cho rằng ô tô của ông chạy quá tốc độ cho phép. Báo Tiền Phong dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bình luận về vụ việc như sau. Nếu là một con người đàng hoàng, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ có những lời chia sẻ hay đưa ra lời xin lỗi. Cho đến nay, ông vẫn chưa xin lỗi đối với trung úy cảnh sát giao thông. Người Lao Động trích lời cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng nói, nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa của quyền lực và rằng nếu ông Liêm bị phạt như mọi công dân khác, thì hiệu ứng chức quyền sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu. Ông Liêm nói thái độ làm việc của viên cảnh sát đã khiến ông tức giận nên mới có phản ứng như vậy. Hiện Công an Cần Thơ chưa đưa ra bất cứ cách xử lý nào đối với ông Liêm vì ông thuộc diện cán bộ cao cấp của quân đội nên phải chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra các vụ chết trong đồn công an gây chấn động dư luận. Điển hình như vụ anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long, được công an tỉnh này nói là tự sát trong đồn ngày 3 tháng 5. Hay anh Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, được nói là chết do té ngã chấn thương sọ não vào ngày 17 tháng 1. Gần đây nhất là đầu tháng 7, vụ một thanh niên tên Nguyễn Hồng Đê được tìm thấy treo cổ chết trong phòng hỏi cung của công an thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Người thân các nạn nhân trong các vụ việc trên đều không đồng tình với kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan chức năng và đã cầu cứu khắp nơi từ trung ương đến địa phương để làm rõ cái chết của thân nhân nhưng không nhận được kết quả gì. Trước đó, báo cáo của Bộ Công an công bố năm 2015 cũng cho biết, từ năm 2011 đến năm 2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà giam giữ, trại giam trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị giam giữ,
tự sát. Báo cáo không đề cập đến trường hợp nào được nói là hậu quả của nhục hình, ép cung. Truyền thông trong nước thường im lặng trong các vụ việc này. Nếu có đưa tin thì thường chỉ trích dẫn lời nói của cơ quan chức năng, chứ không nhắc đến nguyên nhân vì sao gia đình người chết không bằng lòng với kết luận đó. Chính điều này lại càng làm cho dư luận thêm nghi ngờ về tính minh bạch của kết luận chính quyền đưa ra. Nói với đài RFA, luật sư Võ An Đôn thuộc đoàn luật sư Phú Yên, người từng bào chữa vụ án năm công an dùng nhục hình đánh chết người dân là ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, giải thích lý do ông nghi ngờ về kết luận công dân tự sát trong đồn công an như sau. Những người mà đa số vô đồn công an là thanh niên, nhỏ tuổi này, người ta sống một đời, yêu đời, tại sao vào đồn công an mới một ngày hay một đêm sau là tự tử này, sao em điều đó là không, em không bao giờ tin. Bản thân người ta không bao giờ dù vào đồn công an tự tử thứ hai này, vào đó thì chẳng có cái gì mà đỡ mà tự tử. Lúc nào cũng cảnh sát á, công an lúc nào cũng canh họ, lúc nào cũng làm việc với họ, làm sao mà có cơ hội đỡ mà tự tử, mà không bao giờ ai mà tự tử một điều hết sức là vô lý. Còn cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Quốc Quân thì nói rằng bản thân ông có nghi ngờ một số vụ được nói là tự tử. Nhưng bên cạnh đó, ông cho rằng cũng có một vài vụ người dân thực sự tự tử. Theo ông, vấn đề đặt ra với những trường hợp này là vì sao họ lại tự tử? Và nhưng mà vấn đề là ai dẫn đến cái sự tự tử đấy và áp lực nào dẫn đến cho cái phạm nhân tự tử? Còn mình chưa nói đến cái chuyện rằng là rõ ràng là bị đánh nhiều rồi, có khi thì công an, khi thì những người mà công an sai khiến, khi thì là những tù nhân mâu thuẫn với nhau. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thiện Nhân thì cho rằng những trường hợp phạm tội nhẹ mà tự tử khiến ông hết sức nghi ngờ. Tại vì có nhiều cái trường hợp á, người dân không có phạm tội gì nặng hết. Đó. Nếu như những cái tội mà vặt vãnh đó thì có khởi tố đi nữa thì cũng 1-2 năm tù. Mà tại sao lại người ta lại chấp nhận tự tử chết phi lý như vậy được? Đó, trừ khi những cái tội phạm mà có khả năng là tử hình người ta mới nghĩ đến cái chết, chứ tại sao mà những cái tội nhẹ vặt vãnh như trộm gà, trộm vịt đồ cũng bị tự tử là như thế nào? Cái chuyện phi lý đó dẫn đến cái nghi ngờ của người dân là chính đáng. Khi báo cáo về số người chết trong đồn công an được Bộ Công an đưa ra trước Quốc hội vào năm 2015, chính những đại biểu cũng lên tiếng nói rằng kết luận nguyên nhân tử vong của Bộ không thuyết phục và đã yêu cầu Bộ Công an và Viện Kiểm sát cần điều tra làm rõ. Đại biểu Nguyễn Thái Học ở Phú Yên, thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói, báo cáo của Bộ Công an cho biết có đến 226 đối tượng chết trong nhà tạm giam hoặc trại giam. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tự sát. Vậy có nguyên nhân thứ yếu không? Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng thì đề nghị Bộ Công an làm rõ điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giam, tạm giữ chết nhiều như vậy, thậm chí là nhiều hơn cả bệnh lý. Nguyên nhân đó là gì? Đây là một trong số một vài lần hiếm hoi chuyện công dân chết trong đồn công an được nhà nước đề cập đến. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chuyện người dân chết trong đồn công an không những không dừng lại, mà còn xảy ra thường xuyên. Vấn đề này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà nước trong việc kiểm soát tình trạng này. Luật sư Võ An Đôn nhận định như sau. Nếu mà người ta quan tâm thì người ta đã điều tra làm rõ rồi. Nhưng mà ở đây đều cũng xảy ra đều chìm xuồng hết. Rõ ràng chứng cứ người ta, ví dụ người dân đưa ra là vứt băm, vứt cây, cơ sở nạn nhân này, này kia mà không có điều tra làm rõ, đều chìm xuồng ba chi hết hả chị ạ? Luật sư Lê Quốc Quân lại cho rằng nhà nước hầu như chỉ chọn cách im lặng đối với những vụ việc này. Tôi thấy là chủ yếu là dân chúng và những người có yêu chuộng sự minh bạch hoặc là công lý thì người ta có quan tâm và đòi hỏi. Thế còn phía nhà nước thì hầu hết là họ im lặng. Trừ phi có những cái vụ nó quá là vỡ lỡ rồi, quá là nhiều người quan tâm và thu hút đặc biệt của dư luận thì người ta cũng công bố một số cái lấy lệ để thôi. Nhà hoạt động dân chủ môi trường Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết án 10 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, đã từng soạn một tập tài liệu lấy tên là Stop Police Killing Civilians, mà cô dịch là phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường. Trong đó, cô thu thập các thông tin về những vụ người chết khi làm việc với công an. Tuy nhiên, Tòa án tỉnh Khánh Hòa cho rằng mục đích của tập tài liệu là để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân.
Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng đây là một điều hết sức bất công, bởi vì đáng ra nhà nước phải ủng hộ, cổ suý những dự án như thế để tìm ra sự thật về những cái chết trong đồn công an. Nhưng đằng này, nhà nước lại quy đó vào một trong những tội để kết án cô. Ông Lê Quốc Quân khẳng định những vụ việc dân chết trong đồn công an này thuộc trách nhiệm của nhà nước, vì người dân chết trong khi họ bị tạm giam tại đồn công an là một cơ quan thuộc sự quản lý của nhà nước. Nếu như một trong một nhà nước mà nó công khai, minh bạch, nó đường hoàng ấy, thì tất cả những cái chết đó phải được điều tra, phải được nghiên cứu, phải được công bố ra cho mọi người dân biết về nguyên nhân cái chết này, rồi về ai phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết đấy. Và cái điều này đưa ra công luận thì nó sẽ giải tỏa hết các cái nghi ngờ. Chứ còn bây giờ nếu như những cái kết luận hay những cái giám định về nguyên nhân cái chết cũng như là ai chịu trách nhiệm cái đấy thì nó như một mớ bòng bong và cuối cùng là không ai biết được cả, thì lại càng làm cho dân chúng tăng cường cái nghi ngờ hơn. Nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân lại nói rằng ông mong quyền lực của công an sẽ được giảm đi, vì hiện tại việc bắt người, giam người, điều tra, khởi tố đều có công an nhúng tay vào. Theo ông, như vậy quyền lực công an quá lớn sẽ dẫn đến lạm quyền. Thực tế một cái điều là quyền lực của công an bây giờ là hầu như tất cả các cơ quan đều sợ hãi cả. Kể cả quốc hội, tòa án họ cũng rất là sợ công an. Mà báo chí thì đương nhiên là quá sợ hãi luôn, cho nên nó là chỉ đăng theo lời công an chứ không dám đăng tin trái với lời công an. Ông cho rằng công an hiện nay là lá chắn bảo vệ chế độ, vì vậy được chế độ trao cho quyền lực rất lớn nên họ dễ lộng hành. Luật sư Võ An Đôn lại cho biết thêm rằng điều tra là căn cơ để làm sáng tỏ những vụ người chết trong đồn công an. Tuy nhiên ông nói rằng hiện nay các cơ quan điều tra, giám định không hoạt động độc lập mà do công an quản lý nên sẽ không đưa ra những kết quả không có lợi cho họ. Mà một khi kết luận giám định nói là tự tử, vụ việc sẽ khép lại tại đó. Tao này là quý muốn làm cái gì mới làm à? Bà tài xế xuống xe đi. Không muốn, mày biết ông hoa là bảo vệ tao. Báo chí Việt Nam và video trên mạng xã hội cho thấy Trung tướng Võ Văn Liêm đã chửi thề, mạt sát, thị uy và dọa nạt cảnh sát giao thông chặn đường ông ở Cần Thơ hôm 14 tháng 7. Ông Liêm là cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cựu phó chính ủy Quân khu 9 và cựu đại biểu Quốc hội. Ông hiện đã nghỉ hưu. Ông Liêm phân trần với báo chí rằng vào lúc đó ông không hề vi phạm luật giao thông và ông có những lời lẽ và hành động như thế là vì ông đang vội và trong lúc nóng giận. Giám đốc Công an Cần Thơ Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho VN Express biết hành vi lời nói của ông Liêm vì liên quan đến cán bộ cấp cao quân đội nên Công an Cần Thơ đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Luật sư Trần Thu Nam ở Hà Nội nói rằng vi phạm của tướng Liêm nếu có thì chỉ đến mức xử phạt hành chính, chứ không đủ để khởi tố hình sự. Về việc Công an Cần Thơ phải xin chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới xử lý ông Liêm, ông Nam cho rằng điều đó sẽ tạo ra tiền lệ không tốt. Theo ông Nam, hiện nay ông Liêm không còn tại chức trong quân đội, không còn là đại biểu Quốc hội, mà chỉ là một công dân bình thường. Như vậy, ông không thể có đặc quyền đặc lợi, khiến việc xử lý phải báo cáo cơ quan cấp bộ như thế. Trong một bài viết đăng trên Nikkei Asian Review hôm 12 tháng 7, ông Bill Hayton nhận định Trung Quốc đã âm thầm tuân theo phán quyết hồi năm ngoái của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Ông Hayton là nhà nghiên cứu tại Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh và cũng là tác giả của cuốn Biển Đông, cuộc đấu giành quyền lực ở châu Á. VOA xin giới thiệu các trích đoạn chính trong bài viết của ông dưới đây. Một năm trước, Trung Quốc đã bị thất bại về mặt pháp lý khi một tòa án quốc tế có trụ sở tại La Hay phán quyết rằng hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về các quyền hàng hải và tài nguyên ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau phán quyết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trần Dân đã hai lần nói phán quyết chỉ là tờ giấy bỏ đi và sẽ không ai thực hiện cả. Nhưng sau một năm, về nhiều mặt, Trung Quốc đang tuân thủ. Biển Đông là nơi có các tranh chấp khó, rắc rối nhất trong khu vực với những tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và các nước khác.
có bằng chứng cho thấy, bất chấp những tuyên bố to tát, chính quyền Trung Quốc đã thay đổi hành vi. Tháng 10 năm 2016, 3 tháng sau khi có phán quyết, Bắc Kinh cho phép các tàu thuyền Philippines và Việt Nam tiếp tục đánh cá tại bãi Scarborough, phía tây Philippines. Đáng chú ý hơn, Trung Quốc đã tránh khoan dầu khí ở những vị trí sai so với những ranh giới vô hình quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Mặc dù phán quyết của tòa năm 2016 chỉ có tính ràng buộc đối với Trung Quốc và Philippines, hành vi của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng đã thay đổi. Lần cuối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào một khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là năm 2014. Vụ này đã kết thúc với sự bẽ mặt về chính trị, bạo động chống Trung Quốc đã xảy ra và là một thất bại lớn đối với Bắc Kinh về ngoại giao khu vực. Kể từ đó, các giàn khoan Trung Quốc vẫn ở ngoài các vị trí gây tranh cãi. Các kết luận quan trọng nhất của phán quyết là: thứ nhất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không thể đại diện cho một tuyên bố hợp pháp về làm chủ các tài nguyên biển. Thứ hai, phán quyết kết luận rằng không có thực thể nào trong quần đảo Trường Sa hay bãi Scarborough là đảo đầy đủ. Phán quyết này đồng nghĩa là Trung Quốc không có quyền tuyên bố làm chủ các tài nguyên nghề cá hoặc dầu khí bên ngoài vùng 12 hải lý quanh bất kỳ thực thể nào thuộc quần đảo Trường Sa hoặc bãi Scarborough. Có những dấu hiệu rõ ràng từ cả lời nói lẫn hành động của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã âm thầm thay đổi quan điểm pháp lý tổng thể của họ đối với Biển Đông. Nhà nghiên cứu Úc Andrew Chuff ghi nhận một bài quan trọng trên báo chí Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái nêu khái quát về quan điểm mới do các nhà lý luận pháp lý của Đảng Cộng sản viết. Quan điểm mới về tuyên bố của Trung Quốc gồm 3 phần. Tuyên bố làm chủ tất cả các đảo đá và các bãi cạn bên trong đường lưỡi bò. Tuyên bố về quyền lịch sử đối với tất cả vùng biển bên trong những đường vẽ quanh các nhóm đảo gần sát nhau, nghĩa là các nhóm nhỏ các thực thể bên trong quần đảo Trường Sa, và tuyên bố làm chủ nhưng không độc quyền về đánh bắt cá ở những ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Quan điểm mới của Trung Quốc dường như thể hiện một bước đi quan trọng tiến đến tuân thủ UNCLOS, và như vậy cũng tuân thủ phán quyết. Điều có ý nghĩa nhất là nó loại bỏ những cơ sở để Trung Quốc phản đối các nước khác đánh cá và khoan dầu khí ở những vùng rộng lớn của Biển Đông. Việt Nam đã tận dụng được điều này với việc cho phép hãng Talisman Việt Nam tập trung khoan tìm dầu ở mép cực đông của vùng đặc quyền kinh tế của mình. Về tổng thể, bức tranh cho thấy Trung Quốc cố gắng làm cho tầm nhìn của họ về trật tự hợp lý của khu vực với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của mọi đảo đá và bãi cạn bên trong đường lưỡi bò, phù hợp với các quy định quốc tế được đông đảo các nước thông hiểu. Không hề coi đó là tờ giấy bỏ đi, Trung Quốc nhìn nhận phán quyết của tòa rất nghiêm túc. Vẫn có những khoảng cách giữa họ với việc tuân thủ toàn diện, nhưng rõ ràng họ không cố ý vi phạm phán quyết. Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đánh giá vụ kiện của Philippines ra tòa trọng tài quốc tế PCA đối với đường yêu sách chủ quyền chính đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông là một vụ kiện lịch sử có nhiều ý nghĩa, trong đó có sự thượng tôn pháp luật quốc tế. Tại thời điểm phán quyết được đưa ra, ngày 12 tháng 7, 2016, các bên liên quan có những phản ứng khác nhau. Ngay từ ban đầu, Trung Quốc đã có chính sách 3-0, không công nhận thẩm quyền của tòa PCA, không công nhận phán quyết và không tuân thủ phán quyết. Theo giáo sư Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung Quốc dường như đã choáng váng với quả đấm knock-out này trong nửa năm đầu sau ngày phán quyết. Thì Trung Quốc đã bắt đầu phản đòn bằng việc là để hóa giải cái phán quyết này và trực tiếp là lôi kéo mua chuộc, đặc biệt là cái nước mà gọi là nguyên đơn đó là Philippines và bây giờ chính quyền mới của đó là ông Duterte bằng quân bài kinh tế vân vân và kể cả mặt chính trị, tác động về mặt chính trị trong cái giới cộng đồng Philippines hiện nay để mà hóa giải cái phán quyết đó. Thứ hai, tiếp tục hóa giải các nước khác từ Indonesia đến Malaysia cũng như thực hiện hôm nay các nước khác ở Biển Đông. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Viện Phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển nói rõ hơn về động thái của Philippines đối với phán quyết của tòa PCA. Sau khi đã có một cái phán quyết thuận lợi như thế, nhưng mà Philippines cũng đã gác sang một bên để thực hiện một cái cú xoay trục, tức là từ cái đồng minh chiến lược là Hoa Kỳ sang một cái đồng minh mới là Trung Quốc. Tức là ở chỗ này thì ông Duterte có một cái tính toán là ông có thể tạm gác sổ đỏ của ông lại. Ông coi cái phán quyết của tòa là một cái sổ đỏ ghi nhận cái quyền lợi của Phi và bác cái yêu cầu của Trung Quốc, nhưng mà để ông tranh thủ Trung Quốc. Tuy nhiên cho đến nay thì ta thấy là Philippines có thể cũng phải xem lại cái quyết định này.
Điều khiến tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói Philippines cần xem lại chính sách xoay trục, tạm bỏ qua phán quyết PCA chính là những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông khi nước này tăng cường gây căng thẳng, làm thay đổi hiện trạng khu vực tranh chấp, quân sự hóa các đảo đã cưỡng chiếm được và đe dọa an ninh khu vực. Trong bối cảnh như vậy, các nước có chung tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines nói riêng và ASEAN nói chung cần có sự đoàn kết. Tuy nhiên, trên thực tế, theo giáo sư Nguyễn Bá Giếng, Trung Quốc đã hóa giải vấn đề này. Và cái số 1 họ làm đó là con vùng cà rốt. Vừa đe dọa bằng thanh gươm, bằng đe dọa, hù dọa, đe dọa hù dọa. Nên vừa là dùng bài con cà rốt để họ hóa giải. Thậm chí họ hóa giải cả, họ phá cái bàn cờ ASEAN. Thì mọi người biết rồi. Cái ASEAN, bao nhiêu năm nay thực sự, nó thực sự là một cái tổ chức cố kết đoàn kết thống nhất. Những cái mong đợi của chúng ta không, của các dân tộc ASEAN không? Không. Thực chất mà nói là cái thủ mưu chính những tôi nghĩ đó là Trung Quốc. Cái rượu rã của ASEAN những năm qua và cái nguy cơ để thành lập được một cái cộng đồng ASEAN đúng như mong đợi như hiện trường ASEAN hơi còn xa vời. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng tùy thuộc vào nội lực của từng quốc gia thì sẽ có vị thế khi đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông khác nhau. Trong bối cảnh hiện nay mà nói á, thì bốn nước này có thể có cái khả năng phối hợp nhau như thế nào thì tôi thấy cái khả năng nó cũng ít. Bởi vì bốn nước này là thành viên ASEAN, mà ta biết rằng ASEAN như một tổ chức thì vừa rồi trong vấn đề Biển Đông tuy là cũng có một số nỗ lực thông qua các cái tuyên bố, nhất là trong các cái tuyên bố hàng năm họp ASEAN, nhưng ta thấy rằng là tất cả cũng đều tránh nói trực tiếp đến cái phán quyết của PCA. Trước đây đã có nhiều tiếng nói yêu cầu Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để đòi lại quần đảo Hoàng Sa và các đảo đá tại quần đảo Trường Sa. Với phán quyết của PCA ngày 12 tháng 7, 2016, được coi là một hình mẫu, một tấm gương đi trước, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng, vấn đề Biển Đông này đã trở thành vấn đề toàn cầu, liên quan đến các nước lớn, nên vấn đề khởi kiện Trung Quốc cần nhìn nhận dưới góc độ cân bằng chiến lược. Việt Nam như là một cái nước có liên quan, một là từ lâu đã có cái chuẩn bị. Việt Nam đã có cái đưa cái đăng ký hồ sơ và đưa tận ngày lên Liên Hợp Quốc, và Việt Nam đã có cái chuẩn bị. Và tuy nhiên Việt Nam còn có phải tính toán trên nhiều cái nhân tố khác. Đây tôi muốn nói là những cái nhân tố chính trị, và nó còn tùy thuộc vào cái sự leo thang căng thẳng. Tôi nghĩ không có lý do gì để Việt Nam không huy động cái phương tiện pháp lý như là một cái lợi khí để mà đấu tranh, để mà bảo vệ cái chủ quyền của mình. Giáo sư Nguyễn Bá Giếng khẳng định Việt Nam đầy đủ hệ thống lập luận, bằng chứng xác thực về chủ quyền, quyền tài phán đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông ví đây như chiếc nỏ thần giúp Việt Nam bảo vệ Biển Đông. Trung Quốc rất sợ Việt Nam sử dụng công cụ pháp lý. Đấy là cái sợ nhất của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nếu Việt Nam làm một vụ khởi kiện nữa, đưa ra cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc, hàng thiết chế tài phán nào đó, thì Trung Quốc mật mặt lắm, sợ lắm. Đấy là nổ thân của nước Việt thời hiện đại. Luật pháp quốc tế là nổ thân của nước Việt Nam thời hiện đại. Tuy dù Việt Nam chưa có động thái khởi kiện Trung Quốc như Philippines, nhưng theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Việt Nam đã biết tận dụng dư luận quốc tế và nội dung phán quyết để có những bước đi chủ động về mặt ngoại giao, hợp tác an ninh quốc phòng trong năm 2017.